Ok anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel mình, channel của Tạc Dinh Mì tất nhiên rồi. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Tân Thủ. Hiện tại thì cũng may là clip trước mình đã mở được Ember Down rồi, chứ nó không là mình khá là cây cú. Đây, Ember Down đây. Thì đây là Ember Down thôi, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Chúng ta cứ đánh thôi, để kiếm đá năng lượng và đá nguyên tố để cường hóa báu vật, tẩy luyện báu vật, các kiểu. Và ngoài ra có cả nhân tố ác quỷ để chúng ta chăm sóc các quỷ nữa. À, như thường lệ thì mình gửi lời chúc đến em một ngày vui vẻ. Xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và ngoài ra thì nếu có quảng cáo thì em nhớ click vào quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Hiện tại thì mình đã hoàn thành xong phó bạn của Bellamy clip trước. Hiện tại phó bạn tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ gặp đó là thằng Sandwich. Ủa, thằng Sandwich này là của phó bạn Bellamy mà sao giờ lại lạc loài ở đây. Phó bạn lốc xoáy nha anh em, có cái lốc xoáy khá là đẹp này. Nhưng mà hiện tại được mạnh rìu 60 luôn, ngon. Được có ông mạnh à, thì cái này là cũng đánh pháo bạn thôi, không có gì hết. Có điều là bây giờ mình hết lượt hoạt động mất rồi, còn có một lực rồi anh em. Ok, để mình xem coi bọn này có gì đặc biệt không. Chỉ là bọn hải quân thôi chứ có gì đâu. Oh my god, cũng không có gì đặc biệt nha anh em. Cho nên bây giờ thì mình sẽ tập trung mình cày lượt hoạt động anh em. Cách để kiếm được hoạt động rất là đơn giản thôi. Mình còn 191 bánh chân thì cũng được khá nhiều hoạt động ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ bán mấy cái này đi. Mục đích bán là để đỡ chật túi đó anh em, chứ không phải bán luôn đâu nha. Anh em đừng có hiểu lầm mình nhá. Bán để đỡ chật túi thôi, lát mua lại mới hồi. Nhưng mà đừng có quên mua lại là được. Mình hay quên mua lại lắm, có gì anh em nhớ nhắc mình nhá. Anh em nhớ nhắc mình nha. Rồi, mở ra. 191 này thì mình nghĩ chắc cũng được tầm 10 đến mười mấy lượt hoạt động chứ đúng không? Cái bánh mì á anh em, cái bánh mì á. Không biết là được hay không đây nữa. Ồ, được 11 này, thấy không? Cộng thêm 1 nữa là 12, tổng cộng mình còn 12 lực. Trang sức bét cửi thì ta mình vẫn chưa có bét cửi anh em, khá là đen cho nên là vẫn không biết sử dụng thế nào đây. Hơi buồn đấy. Bét cửi thì mình cũng chả biết kiếm ở đâu. Anh em nào biết cách để kiếm bét cửi cũng có thể comment chỉ cho mình nha. Cách kiếm bét cửi, mình xin nhấn mạnh là cách kiếm bét cửi. Anh em nào biết thì có thể chỉ cho mình. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Ok. Cất một số cái vào kho thôi anh em. Cái nào không cất vào kho được thì phải chịu thôi. Đây, cái này cất được này. Đó, mấy cái nào cất được thì cứ cất thôi. Ok. 17 đồng xu tiểu. Wow, đồng xu tiểu với nó được trăm vàng luôn, ngon. Đồng xu chung này là cũng được cái trăm vàng này. Và đồng xu đại này thì ui, được full 50, vãi thật. Từ 1000 là được 1004, 1005, 1006, 1007, gần 1008 cũng được, nói chung là cũng ngon đấy anh em. Ngon. Ngoài ra thì ở đây cũng có vàng cho anh em đánh nè. Đấy, chỗ này anh em lĩnh nè. Anh em mua xong mỗi ngày, cứ mấy ngày tiếp theo anh em được lĩnh vàng rất là ngon đấy. Mình thấy cái này khá là lợi, giống như quỷ hải tặc ấy. Thấy khá giống quỷ hải tặc. Rồi, bây giờ thì vào đánh luôn đi. Đánh nhanh cái này qua nha. Thôi được rồi, mình sẽ dùng câu thần chú đặc biệt của mình để mình đánh siêu nhanh cái bọn này luôn. Để đến với khi nào gặp những con boss đặc biệt thì mình sẽ dừng lại. Ở đây thì cũng không có nào đặc biệt đâu anh em. Ủa sao chỉ có 3 con hết nhỉ? Vậy là cũng không có nhiều con đặc biệt đâu anh em. Rồi, ok, thôi mình đánh nhanh luôn nha. Rồi, ok, như vậy thì mình đã đánh xong 4 chiếc thuyền đầu tiên. Bây giờ mình đi nhận nhiệm vụ để xem cái bọn tiếp theo là bọn nào đó. Và hiện tại thì cái vật phẩm mở tiếp theo của mình đó là để mình nhận nhiệm vụ một nhiệm vụ đó. Ở nhiệm vụ Ember Down bọn mình chưa nhận luôn này. Nhiệm vụ Ember Down là gì vậy ta? Để mình xem đã. Ủa, nhiệm vụ Ember Down đâu? Thử thách Ember Down biển sâu. Ồ, cái này đánh một cái là được thôi. Không có gì hết nha anh em. Đó, chỉ cần đánh một phát thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ. Mình là luôn nhắc nhở anh em nhận nhiệm vụ trước khi làm, mà cuối cùng mình lại làm trước khi nhận nhiệm vụ. Chán thiệt. Rồi, gặp mèo biển đây, chơi luôn. Mèo biển. Hiện tại thì cấp 66 cho nên là chắc là cũng chưa được nâng cấp nhiệm vụ đâu nhỉ. Ok, giờ mình đánh cho anh em xem luôn này. Nói chung thì mình vẫn đang cố gắng cày cuốc thôi anh em. Anh em hiện tại đang ở cấp độ bao nhiêu và đi đến phố bạn nào rồi thì cũng đừng quên để lại comment cho mình biết nha. Nói chung thì những cái thông tin về những cấp độ tiếp theo thì mình nói cho trước tương lai cho anh em luôn này. Đó là về hiện tại đạt tới cấp độ khoảng bây giờ trong tầm phạm vi khoảng 70 chúng ta sẽ ra được bếp phụ này, có bếp phụ sau đó là đến tầm 70 80 chúng ta mở được ảnh hồn, chúng ta để tiến hóa
tiến hóa tiến hóa đồng đội của chúng ta. Ken tiến hóa được này, nói chung là mấy cái con trong đây thì mình thấy đều đa số đều tiến hóa được. Bắt buộc phải tiến hóa này, mở được ảnh hồn là đồng nghĩa với các bạn mở được phó bản của tiến hóa, cho nên các bạn sẽ tiến hóa được. Sau đó thì các bạn tiếp theo nữa là mở đến chế độ rèn đồ rất là lâu, đó rất là lâu, rèn đồ thì rất là lâu. Đánh tới Kaku lận, các bạn phải đánh tới Kaku, đánh tới phó bản của CP9 ấy thì mới mở được rèn đồ. Sau đó thì lên một cấp nữa thì chúng ta có thêm Haki. Haki thì khoảng tầm 110 hay 111 gì đó mình không nhớ, nhưng mà khoảng tầm 110 đến 115 các bạn hoàn thành phó bản, đi tới hình như là mình nhớ không nhầm, mình đi tới Imperdown lận anh em, đi tới Imperdown chúng ta đánh với bốc phép và tiêu cực thì chúng ta sẽ mở được đó là Haki đấy. Rồi đánh với con mèo biển nha anh em, mèo biển khá là xinh đẹp nhưng mà khi mà đánh thì khuôn mặt khá là hung hăng, máu của nó là 37k9, khoảng 38k máu, trong thì cũng chỉ cầm cự được 3 tuần thôi, nói chung là 2 tuần là chết rồi chứ không cần 3 tuần nữa. Ok, đó thì những cái thông tin mà nó muốn nói với anh em đó là như vậy. Sau khi mở Haki thì ngoài ra còn mở được thêm nhiều cái mới nữa, nhưng mà nói chung là cứ từ từ nói chung là từ từ đi anh em, mình còn chưa tới được đây cho nên là mình phải cố gắng cày cuốc đây khá là căng. Chết cha rồi, hiện tại mình chỉ còn 4 lực hoạt động thôi anh em, còn 4 lực hoạt động chắc là đủ đánh cái này thôi. Bọn này có cái vũ khí tân tiến nha anh em, đao khá là đẹp nè anh em, y chang như ỷ thiên đồ long đao ấy. Bọn kia thì cầm hai cây dao, con kia sát thủ cầm hai dao khá là đẹp, ông này cũng có cây rìu, cái búa rìu khá là đẹp. Thanh niên này có cái súng laser, trời ơi sao mà chỗ này súng đồ vũ khí đồ tân tiến, áo quần đồ đẹp ha, bắt mắt quá ha. Còn bên mình thì dân nhà nghèo, Ken mặc đồ rách, cây da thì mặc của đồ pháp sư này, Mr. 2 mặc đồ ngáo vãi. Nói chung là tem mình là tem nhà nghèo anh em, còn bên kia là tem nhà giàu đấy anh em thấy không. Con kia thì mang đôi guốc đồ đẹp, mặc áo đồ đẹp, con kia cầm quả cầu pháp sư đồ dự đoán tương lai, nhà tiên tri các kiểu, tận thế núi lửa phun trào, đóng đất sóng thần, nói chung là rất nhiều đồ tân tiến luôn. Bên mình thì là tem nhà nghèo thôi, phải thông cảm thôi em ơi, hơi buồn, mình cũng hơi buồn thiệt anh em, nhưng mà phải thông cảm thôi, không thể nào làm gì được khi mà mình là tem nhà nghèo. Ủa cái gì vậy, đánh ông Ken mình gần chết là cũng hơi liều đấy, không được nha, vậy là không được nha. Ma phòng thì mình không có năng. Có thêm hai thanh niên súng mới này, cái này hình như là cái súng cạc rồi vậy, mình nhớ không nhầm, mình là cái cạc hay là cái súng gì á, mà nói chung là súng liên thanh, súng xoay nòng, đạn rất là nhiều, băng đạn rất là nhiều, như kiểu M60 đấy anh em. Ok, tân tiến quá nha. Rồi chắc đây là bọn này từ tương lai đến đây sao, mình nghi ngờ quá chứ sao bọn nó tân tiến thế. Ok, khá là tân tiến này thì tân tiến này, chết đi em, tân tiến phải chết đây mình thôi. Rồi đây là bọn cuối cùng. Ủa ông kia có cái tay găng tay Thanos vậy em ơi, phải là thiệt, mình gặp Thanos này sao có râu là sao, Thanos này mặc ấm nhom gì, Thanos kia to vãi, to Thanos này đi găng tay vô cực, tụi đây là găng tay ve chai, ôi vãi là thật, găng tay bắn ra mấy cái quả đạn gọi là găng tay gì, đây là chắc là ông em của Thanos, mình nghĩ là như vậy anh em, ông em của Thanos. Vậy là mình còn thiếu 4 lực hoạt động, có khi là 8 lực hoạt động luôn ấy. Đúng rồi. Rồi gặp của tới boss rồi đó hả, hình như là hơi sai nha anh em, mình chưa gặp con Mirure mà đúng không, 1, 2, 3 mới 3 à. Ồ chiếc thuyền của Sunwood đây đó hả, sai rồi anh em, hiện tại là sai lắm luôn ấy. Đây mình còn chưa gặp Mirure cho nên là chưa tới boss nha anh em, anh em đừng có thấy vậy là mình mơ tưởng là tới boss nha, sai lắm. Ồ vậy là đây muốn đánh tới đây là chúng ta phải có 4 lực hoạt động đúng không, mình vừa được thêm mấy cái bánh chân này, mở xem sao, kết quả là không có lực hoạt động luôn, khá là đen. Ok rồi, có được 10 vàng coi như là mua được 2 lực rồi, thì khuyến mại luôn, mua 4 lực luôn đi, mất 20 vàng rồi em ơi, thấy hơi buồn ấy, mình cảm thấy mình hơi phí phạm vàng, nhưng mà thôi, hy sinh cho anh em xem clip thì cũng được, mình không quan trọng. Ok đánh luôn. Ủa bây giờ lại tới tem nhà nghèo rồi, bọn tương lai chỉ được vài đứa vậy đó hả, bây giờ lại là tem nhà nghèo rồi kìa anh em, bọn quần rách rồi, bọn áo da beo rồi, thời tiền sử, cái này là thời quá khứ, vãi thật. Ok man hồi xưa mình nhớ đánh tới đây là mình nhớ lại kỷ niệm anh em, cái thời mà mình chơi đích Kisame đích chính của mình, đến đây có bạn lốc xoáy nè, đánh sấp mặt luôn, bị tụi nó hành sấp mặt, nói chung là bị ăn hành sấp mặt luôn em, rồi nó không biết chơi thế em luôn, rồi nó không biết chơi, chỉ biết vô cày cường quá rồi vậy thôi, không biết là con nào đánh cái gì luôn, mà
cái con đánh nhẫn thì mình lại đi cần quá vũ khí, con đánh vũ khí mình lại đi cần quá nhẫn, rồi con đánh nhẫn mình đi cần quá ma công, cho nên là thành ra là không có biết cái gì nó đam, không có một miếng đam. Hồi xưa đánh muốn khóc luôn em, hồi xưa mới chơi đã chơi mấy con boss, mình còn nhớ nhớ kỷ niệm nha anh em, mình nói luôn đó là cái phó bản của ông Don Asio gì đó, ông 1000 độ C, mình nhớ không nhầm ông 1000 hay 10000 gì đó, thì anh em mà đánh hơi bị lầy luôn, mình đánh tầm 30 mấy, gần 50 lượt hoạt động, gần 50 lần liên tục vẫn không thắng nổi, mình chán, mình buồn muốn khóc luôn. Cái ông này đúng là thời đó ông đó rất là mạnh anh em, ông có thể kêu là ăn vả đấy, ông nằm ra đất là nó thiệt là sát thương rất kinh khủng luôn. Sau đó thì mình mới phát hiện ra một cái bí mật, đó là mình xem chiến báo của những người mà đi trước. Ok thôi mày khoan đã, để mình đánh với boss cái đã. Sandwich nha anh em. Ủa có thành rồi đó hả? Adu. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh em, tại vì cái con Mibure đâu. Mình vẫn chưa thấy con Mibure. Ok, các bạn lỗi anh em. Các bạn bị lỗi cục mẹ rồi. Chán thiệt chứ. Này thì lỗi này, mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh em. Ok. Ok. Đây 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 đây. Vào lại cho anh em xem nha. Đây con Mibure. À đánh rồi này. Vậy là nó nằm ở đâu đâu trên đây luôn á. À đây 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 đây, Mibure đây. Ôi giời. Vậy là nó nằm ngay chiếc thuyền gần kề đấy luôn mà mình không biết. Mình ham nói chuyện với anh em quá, mình không để ý. Ok. Nói chung mày đến đó là mình đánh thua hoài anh em. Mình muốn khóc luôn. Nói chung rất là buồn, hồi đó trẻ trâu lắm. Hồi đó trẻ trâu có biết gì đâu. Cứ thua là bực bội trong người rồi muốn khóc luôn. Cuối cùng thành ra là mình nghiên cứu được mấy cái đó, xong rồi cái mình dùng cái chiến thuật gọi là dùng chiến thuật của ông Ken anh em. Tại vì tới phó bản đó là hết chơi ông Ken rồi. Ông Ken đúng là vô dụng rồi. Nhưng mà quay đó lúc mình chơi là ông Ken dùng cái khiên một giò. Cái ông 1000 độ C đó ông không làm được ông Ken hết. Cuối cùng mình lại win. Mà win trong cái xíu máu mới đau chứ. Cũng hên lắm mới win thôi. Rồi mình đặt chân đến Skype nha anh em. Tức là đảo trên trời. Gặp NL đó anh em. Đó đặt chân tới một vùng đất này là chúng ta có những cái điểm nhấn. Có những cái dấu ấn khó quên đối với Luffy. Đúng rồi, tôi gặp là NL đấy, một cái tên mà mình đọc tên mà luôn luôn bị anh em chửi vô mặt. Đó là cái thằng chó này nó ngáo, nó đọc cái tên sai vãi. NL. Chương 6 đạo Skype sự phán xét của chúa. Chúa là NL đó anh em. Ok, đó thì nói chung là đọc tên sai nhưng mà thôi không sao, mình thích đọc như vậy anh em. Cái mỗi người có một phong cách riêng mà. Anh em cứ chửi thoải mái. Rồi các bạn Whipper. Vậy là các bạn Whipper anh em. Hình như là bữa mình thấy có một bạn comment trên YouTube của mình là ui dồi cái gì phát bản gì dài vậy đấy. Có một bạn comment trên YouTube của mình là em đã đến Skype rồi này các kiểu ấy. Mà mình không nhớ là bảy comment cái gì. Rồi ok. Các bạn này hẹn gặp anh em vào clip sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nhớ ủng hộ cho mình thật là đặc biệt, thật là nhiều. Tinh thần và động lực kích quảng cáo, ủng hộ like, subscribe, đăng ký kênh nha. Bye bye anh em. Khang tiếng anh em ơi. Nói nhiều quá khang tiếng.